gia đình của Kim Ngân đi ăn ở ngoài với lại bốn đứa con. Mời cả nhà nha. Đây là mấy đứa con của Kim Ngân. Don't worry, Stephen, I'll eat your leftovers. Ăn này ở đây ngon, đồ ăn ở Italian. It doesn't look like a salad, Stephen. I think my hands are here. I want to rent a car, and I want to drive it to Florida. Because you know you can't often rent a car in a state and you can drive it to another state and drop it off. If you ever do, make hoa trước nhà nè cả nhà ơi, hoa quá đẹp luôn, chùm chùm luôn. Wow, chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là sáng thứ bảy tháng sáu. Mến chúc cả nhà cuối tuần vui khỏe. Buổi sáng thức dậy thì ra thấy xoài bị con sóc nó ăn đây cả nhà. Xoài chín rồi nó mới ăn, nó khôn lắm. Xoài sống nó không có ăn. Thành ra là Kim Ngân bực quá. Bẻ hết, chưa có hết, bẻ một phần nào thôi. Để đem vào đây thu hoạch buổi sáng nay xoài. Xoài này là ở nhà của Kim Ngân đó cả nhà ơi. Xoài này là xoài Thái đó. Trái nó cũng lớn lắm đó. Đây, trái cũng lớn lắm. Và xoài này thì nó chín, nó không có vàng nha cả nhà. Còn cái xoài cát và lọc ở bên kia là nhà của ông xã Kim Ngân đó cả nhà. Xin chia sẻ với cả nhà nha. Để Kim Ngân bỏ ra đếm coi được bao nhiêu trái nha. Đấy, tổng cộng 21 trái xoài sáng nay bước vô nha cả nhà. 21 mango picked one morning. Xin chia sẻ với cả nhà nha. Mùa xoài thì có xoài ăn đã luôn. Xin mời cả nhà. Đây là xoài Thái. Ở ngoài chợ nó bán khoảng là 7 đồng một rưỡi, 8 đồng một pound đó nha cả nhà. Khoảng 3 trái thì được một pound. Tức là khoảng 3 trái. Thì cái dĩa này tôi mang đón cũng khoảng 20-30 thôi. Ok, xin chia sẻ với cả nhà nha. Have a nice weekend. Mình chào cả nhà. Đây là thu hoạch của nhà thứ hai là một xoài cát và lọc. Kim Ngân mới vừa hái vô. Ở bên kia là cà xài Thái, bên đây là xoài cát và lọc. Nó như vậy đó cả nhà, nó chín rồi nhưng mà nó không, chưa có mềm. Nhưng mà nó chín cây á, nó vàng hết luôn. Đây, chia sẻ với cả nhà. Còn 7 trái nữa. Bự thật bự luôn mà Kim Ngân chưa bước vô. Bây giờ Kim Ngân bứt những cái trái này, nó vàng hết là bứt hết rồi đó. Ok, xin chia sẻ với cả nhà nha. Xoài Thái cuối mùa rồi cả nhà ơi. Bữa nay Kim Ngân phải bẻ vô hết. Tại vì con sóc nó ăn mỗi ngày luôn. Một ngày nó ăn 5-6 trái luôn. Thành ra đây là cuối mùa. Hái vô hết rồi cả nhà ơi. Trái thơm chút xíu dễ thương lắm. Đây, tiếp theo. Rồi cả nhà ơi, xin chia sẻ nha cả nhà. Cả nhà ơi, coi trái thơm nè, nhỏ xíu à, dễ thương quá. Nhà bên con gái Kim Ngân trồng, đem qua cho Kim Ngân. Trái này còn nhỏ hơn nữa.
So cute. Trái rất là nhỏ, rất là dễ thương. Cái thơm thiệt nha cả nhà. Thơm thiệt á. Nhà thấy đẹp không? Mến chào cả nhà. Hôm nay Kim Ngân sẽ chia sẻ cả nhà công thức làm chả giò rất là ngon và đầy chất lượng đây. Thì thành phần làm chả giò Kim Ngân gồm có thứ nhất là cái giấy bánh tráng này của người Phi á, cuốn rất là giòn và ngon, nó kêu là lumpia wrapper. Thì đây là cái bánh tráng cuốn chả giò ha, đây là thành phần thứ nhất. Thứ hai là Kim Ngân có củ hành, thì đây là công thức làm double, tức là khoảng 100-200 cuốn chả giò. Bây giờ Kim Ngân sẽ chia ra, nếu cả nhà muốn làm 100 cuốn thì tất cả này, thành phần này cả nhà chia ra làm nữa nha. Thì đây Kim Ngân có hai bọc củ hành ha, một là 8 pound, 8 gói thịt heo, ok, mỗi gói khoảng là 1 pound thì là 8 pound thịt heo, hai gói bún tàu ha, hai gói nấm mèo, ba cái củ sắn, ba cái cà rốt, hai hộp cua đây kêu là crab meat đây, và 10 pound tôm Kim Ngân đang xả đá để lột. 10 pound tôm, thì nếu mà cả nhà muốn làm 100 cuốn thì mình làm 5 pound. Tất cả những cái gì Kim Ngân chia sẻ đây mình sẽ chia làm phân nửa thôi, tại vì Kim Ngân làm kỳ này Kim Ngân làm nhiều, làm hai phần, nhưng mà cái công thức thì cũng như vậy thôi. 5 bao tôm, 4 bao thịt, 1 bao củ sắn, 1 bao cà rốt, 1 gói nấm mèo, 1 gói bún tàu, 1 hộp cua ha, 1 gói hành đó, một bọc hành như vậy nè cả nhà. Ở chợ Bắc Lực chợ nó bán một bọc này nè đó, vậy đó. Thì bây giờ Kim Ngân bắt đầu làm, Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà nha. Ok, cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà, đây là phần chả giò Kim Ngân đã trộn lại hết rồi đó, tất cả những cái gì thành phần làm chả giò bây giờ Kim Ngân đã cắt và trộn vô hết rồi. Thì bây giờ Kim Ngân chuẩn bị gói, đây là cái nhân của Kim Ngân đó, rất là ngon, và Kim Ngân cũng đã mới chiên xong. Kim Ngân cũng mới chiên xong một rổ chả giò đây. Để Kim Ngân cắt ra cho mời cả nhà một cuốn nha, rất là ngon đây, giòn rụm luôn nha cả nhà. Đây Kim Ngân sẽ cắt ra một cuốn cho cả nhà xem nha, mới vừa để ra thôi, rất là nóng đây. Đây cả nhà thấy không, đây đó, rồi ở trong nè đó, cả nhà thấy không, cả chả giò rất là chất lượng và giòn, thật là giòn luôn, dừa luôn đây đó. Đây mời cả nhà nha, đây là cái rổ chả giò Kim Ngân mới vừa chiên xong. Là cái quá trình cuốn của Kim Ngân, thì cuốn thì mình có một cái dĩa, một cái chén trứng này để đây để mình ráp cái đầu lại, và đây là bánh tráng thì nó có một lớp giấy và một lớp bánh tráng, thì cả nhà cứ để chả giò lên, nhân lên rồi cuốn lại thành một cái cuốn chả giò. Đây Kim Ngân đã cuốn xong rồi, đây quá trình nó cuốn chả giò xong rồi mình trát cái trứng để mình cho bánh tráng dính lại nhau đó, rồi mình để vô tủ đá thôi cả nhà. Đây rồi xin chia sẻ với cả nhà như vậy nha, cảm ơn cả nhà. Hi everyone, I want to share with you how to fry the egg roll. I just made egg roll last night and now it's all frozen. So you make sure that it's the oil over the egg roll. Then you just stand here and you move around. You move around, circle the egg roll. You don't want them cook one side and one other side. So the only thing is, very important is, you have to leave the oil cover the whole egg roll. And then the second thing is you just stand in and move around the egg roll. And then when this one here is center, it's a lot of oil hot, so I'm gonna move this one
outside. Move this one outside. Then bring this one inside. See? Bring this inside. So I just have 1 minute to show you how to make the cook the egg roll. This one go inside, then the yellow one is go to outside. Okay? And make sure that is all the oil have to cover the egg roll. That's it. Okay? The egg roll already cooked, so the secret is to take the egg roll out. You have to leave them stand up like that. So the oil will be rip it out to the napkin so they will be dry. Okay. Ngân xin chia sẻ với cả nhà công chuyện chả giò nước đá. Thì chả giò Ngân làm hôm qua, bữa nay Ngân để ra chiên. Thì cả nhà chiên với cái lửa như dịp này, tức là không nóng, không xong rồi hai cách là thứ nhất là cả nhà đứng trở vòng vòng cái cuốn chả giò. Thứ hai là phải để giò dầu ngập mặt cái chả giò, không có thiếu dầu được. Nếu mà dầu nó không có ngập cái cuốn chả giò đó thì là cái cuốn chả giò nó sẽ bị rút dầu vô. Và thứ ba đó là ở trong này lửa nó nóng thì Kim Ngân đưa cái chả giò vàng ra ngoài và đưa cái chả giò trắng vào trong để mình làm cho nó đều hết trong cái chảo này. Ok, chút xíu nữa Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà cho bún chả giò nhé. Với cả nhà, here is the egg roll noodle. So I have cucumber, spring brown, and Asian vegetable. This is mint. Okay, you can put basil and all kind of mint in here. All right, and then I cook the noodle. So I'm gonna put the noodle over. All right, and then I'm gonna put onion. Onion you cut and then you put in oil and then you put a microwave 1 minute. They become onion. So then I'm gonna put peanut. Alright. This is my tool to do peanut. And then the last one is I'm gonna put my egg roll. Okay? So I will have 3 egg roll today. Then I'm gonna cut it and then you hear the sound. You hear that crunchy? So I'm gonna cut 3. Okay. Yummy. Very delicious. Yummy. Alright. Yeah. Alright. And then the last minute is I'm gonna put the fish sauce. My fish oil. I have a video to share how to make fish oil. So I'm gonna put the fish oil over the egg roll. Okay. Kim Ngân xin mời cả nhà ăn một tô bún chả giò. Here, invite everybody have a egg roll over noodle. All right. Thank you. And the last minute is you're gonna mix it up. Mix it up with the fish sauce. And you eat it. Okay? So cuối cùng là Kim Ngân sẽ trộn cho nó đều lên nước mắm với chả giò này kia. Rồi, Kim Ngân mời cả nhà nha. Alright. Kim mời cả nhà uống chả giò rất là chất lượng. Okay? Yeah. Tôm, cua, thịt. Tất cả đều có trong đó. Xin mời cả nhà nha. Bye-bye. Thank you so much for watching Kim Travel Food. Bye-bye everyone. Have a nice weekend. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Coi cái thơm nè, nhỏ xíu à, dễ thương quá. Nhà bên con gái Kim Ngân trồng, đem qua cho Kim Ngân. Trái này còn nhỏ hơn nữa. So cute. Trái rất là nhỏ, rất là dễ thương. Cái thơm thiệt nha cả nhà. Thơm thiệt á. Nhà thấy đẹp không?